Bốn ngân hàng ngoại quốc phản đối bà Trương Mỹ Lan bán tòa nhà Capital Place. Cựu bí thư huyện ở Bình Định biến 138 hecta đất rừng phòng hộ thành tài sản riêng. Một con đường dài gần 9 km, 6 cán bộ lãnh đạo Quảng Ngãi vướng vòng lao lý. Cấm xuất cảnh đối với chủ tịch hội đồng trường quốc tế Mỹ Việt Nam. Bình Dương bị tạt ly trà sữa pha ớt. Nữ nhân viên quán cà phê ôm mặt cầu cứu. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 3 vừa qua, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận trình bày tại tòa, đại diện bốn ngân hàng nước ngoài cho rằng tòa nhà Capital 29 Liễu Giai tại Hà Nội đang được thế chấp để đảm bảo khoản vay tại đây. Do đó, bà Trương Mỹ Lan không có quyền bán. Trong đó, hai đại diện là ngân hàng HSBC và ngân hàng OCBC Bank Singapore đã đề nghị hội đồng xét xử cho phép được ưu tiên giải quyết khoản nợ bao gồm tiền gốc lẫn lãi và giao nộp lại số tiền dự theo quy định pháp luật để khắc phục hậu quả vụ án liên quan đến phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm về các sai phạm tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB vào chiều ngày 28 tháng 3, sau hơn một tuần tranh luận, phiên tòa hoàn tất việc bào chữa cho các bị cáo, chuyển sang phần bảo vệ bị hại, người liên quan. Đại diện ngân hàng HSBC, tức tập đoàn ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải, đề nghị hội đồng xét xử xem xét bảo đảm quyền lợi của ngân hàng là bên nhận thế chấp cho vay liên quan đến tòa nhà Capital Place đang được thế chấp tại đây. Cụ thể, công ty cổ phần Twin Peaks thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có vay mượn khoản tiền khoảng 200 triệu đô la Mỹ, tài sản thế chấp bao gồm tòa nhà Capital Place và quyền sử dụng tòa nhà này. Hiện tại, khoản vay vẫn chưa được tất toán hoàn toàn. Trong khi đó, thời điểm đáo hạn trả nợ là ngày 30 tháng 4 năm 2024 sắp đến. Tuy nhiên, chủ sở hữu đã ủy quyền cho bà Chu Duyệt Phấn, còn bà Trương Mỹ Lan giao bán. Ngân hàng cho rằng bà Trương Mỹ Lan không có quyền bán 1 tỷ đô la Mỹ không có quyền định đoạt đối với tòa nhà này vì tài sản này đã thế chấp cho các ngân hàng. Đại diện 4 ngân hàng, trong đó có ngân hàng HSBC và ngân hàng OCBC Bank Singapore, đề nghị hội đồng xét xử cho phép hai ngân hàng được ưu tiên giải quyết khoản nợ bao gồm tiền gốc lẫn lãi. Trong trường hợp sau khi bán tòa nhà Capital Place và giải quyết xong các khoản vay, phía ngân hàng sẽ giao nộp lại số tiền dư theo quy định pháp luật để khắc phục hậu quả vụ án. Từ những phân tích trên, đại diện bốn ngân hàng không đồng tình việc Trương Mỹ Lan bán tòa nhà để khắc phục hậu quả. Trong những ngày làm việc trước đó, bà Lan từng đề cập đến việc ủy quyền cho con gái Chu Duyệt Phấn ra bán tòa nhà Capital Play tại số 29 Liễu Giai Hà Nội, giá trị khoảng 1 tỷ đô la Mỹ để khắc phục hậu quả vụ án. Bà Trương Mỹ Lan cho rằng, tòa nhà trên có giá thấp nhất cũng phải hơn 400 triệu đô la Mỹ, nhưng với điều kiện phải bán cho nhà đầu tư nước ngoài và không liên quan đến vụ án. Bà Lan cũng cam kết nếu bán được tòa nhà sẽ tự nguyện dùng phần còn lại sau khi trả nợ để khắc phục. Chủ tọa nói rằng con gái chủ diệp phấn của bị cáo Lan có văn bản gửi tòa, trình bày đang có người trả 360 triệu đô la Mỹ, nhưng tòa nhà này đang thế chấp vay. Sau khi bán xong, trả nợ cho bốn ngân hàng, số tiền còn lại sẽ dùng khắc phục hậu quả trong vụ án. Cho nên bị cáo nói bán tòa nhà này 1 tỷ đô la Mỹ là không đúng. Dự án đường bờ nam sông Trà Khúc nay là đường Trường Sa là công trình giao thông động lực phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi hướng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế. Tuy nhiên, điều ít ai ngờ đến, đây là con đường khiến hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo ở Quảng Ngãi bị bắt giam. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 999 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước, kinh phí xây dựng 747 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2015 tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính cấp 2 đô thị chạy dọc bờ nam sông Trà Khúc, có chiều dài hơn 8,7 km, nền đường rộng 36 m, mặt đường rộng 22 m được bê tông nhựa. Điểm đầu của tuyến đường giáp với đường tránh quốc lộ 1 qua thành phố Quảng Ngãi tại km 1057, điểm cuối giáp nút giao thông dẫn vào cầu Cổ Lũy. Dự án do công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn làm nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát công trình là liên danh giữa công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Đức Phương và công ty trách nhiệm hữu hạn VHK. Cả ba công ty này đều ở tỉnh Vĩnh Phúc. Công trình đã đưa vào sử dụng năm 2016, từ khi sử dụng đường bờ nam sông Trà Khúc kết hợp với đường Hoàng Sa ở bờ bắc sông Trà Khúc cũng hướng về phía biển. Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên phó chủ tịch, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên bí thư tỉnh Ủy Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo để tạo điều kiện giúp công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Cũng liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Trong số 6 người bị bắt có những người từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi. Đây là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc. Chiều ngày 28 tháng 3, tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan vụ cháy trung cư mini xảy ra tại quận Thanh Xuân vào tháng 9 năm 2023 khiến 56 người tử vong. Báo chí đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp danh tính, chức vụ của 6 đảng viên, cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện thành ủy Hà Nội quản lý bị xem xét kỷ luật liên quan vụ cháy. Trước câu hỏi này, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết đây là 6 cán bộ thuộc diện Ban thường vụ thành ủy Hà Nội quản lý. Tôi là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố, do vậy nội dung này sẽ có cấp có thẩm quyền thông tin. Thông tin về công tác điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra sẽ khởi tố, bắt tạm giam Nghiêm Xuân Minh, chủ căn hộ chung cư mini. Sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can liên quan đến góc độ quản lý nhà nước của các cấp. Trước câu hỏi, 6 đảng viên là cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy đã được công an mời lên làm việc chưa? Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác nhận 6 cán bộ trên đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh những người liên quan được mời lên làm việc để chứng minh hành vi phạm tội hay không phạm tội, vi phạm quy định của Đảng hay hành chính. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh để làm rõ, xử lý đúng theo tinh thần, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư cũng như lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội làm sao để không oan sai và bỏ lọt tội phạm. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, chung cư mini ở số nhà 37, ngách 29 trên 70, phố Khương Hạ xảy ra hỏa hoạn. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2, cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống. Vụ cháy khiến nhiều người thương vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, chủ chung cư nói trên. Ngày 31 tháng 1, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tiếp tục khởi tố 6 cán bộ, nguyên là cựu thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình. Cả 6 người trên bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bị cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh, có liên quan tới việc biến 138 hecta rừng phòng hộ thành đất riêng của gia đình. Cụ thể, ông Kim đã dùng tên của chị gái và con trai để đứng tên các mảnh đất sai với quy định của pháp luật. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cụ thể, theo kết luận của thanh tra tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tự viết đơn giả chữ ký làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông, gồm chị ruột, ba cháu ruột và con trai. Vào tháng 1 năm 2024, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Định kiểm tra dấu hiệu vi phạm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể, ban thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh 3 nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010 và 2010-2015 liên quan việc giao đất, cho thuê đất mà thanh tra tỉnh Bình Định đã kết luận có sai phạm. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan tới giao đất, cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh có liên quan tới 21 đảng viên. Theo đó, từ năm 2022 đến nay, thanh tra tỉnh Bình Định kết luận nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ gia đình cựu bí thư huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim được giao hơn 138 ha đất rừng phòng hộ sai quy định pháp luật. Trong hơn 138 ha đất rừng phòng hộ chuyển về tay gia đình cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh, ông Nguyễn Đình Kim là 85 ha, hai con trai hơn 53 ha. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138 ha rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim. Vụ án đang được công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra làm rõ. Ông Nguyễn Đình Kim cũng đang được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Quốc tế Mỹ AISVN gọi tắt là trường Quốc tế Mỹ Việt Nam. Trong báo cáo, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em do nợ thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai biện pháp đình chỉ tuyển sinh trong năm 2024, 2025 đối với trường Quốc tế Mỹ đến khi nhà đầu tư giải quyết hoàn tất các vấn đề về tài chính và nhân sự, ổn định công tác tổ chức hoạt động giáo dục. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đình chỉ hoạt động nếu trường không giải quyết được các vấn đề về tài chính và nhân sự hiện nay. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng được yêu cầu phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp quản lý chặt chẽ tình hình tại trường này. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành liên quan và các quận huyện thành phố Thủ Đức hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo ổn định dư luận. Quản lý chặt chẽ hoạt động của công ty cổ phần giáo dục quốc tế Mỹ AIS vì hoạt động của công ty ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và chất lượng giáo dục của trường quốc tế Mỹ. Phối hợp theo dõi tình hình hoạt động của trường và đẩy nhanh tiến độ làm việc với bà Nguyễn Thị Út Em nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đầu tư và tổ chức hoạt động giáo dục của trường. Trường AISVN được thành lập vào năm 2006, hiện có 1.213 học sinh theo học chương trình Tú Tài Quốc tế IB với 129 giáo viên nước ngoài và 26 giáo viên Việt Nam. Ngày 16 tháng 3, 53 giáo viên nghỉ dạy với lý do nghỉ ốm. Đến 20 tháng 3, số lượng giáo viên nghỉ làm là 85. Mức học phí của trường giao động từ 280 đến 350 triệu đồng một năm với bậc mầm non 450 đến 500 triệu đồng một năm, với bậc tiểu học và 600 đến 725 triệu đồng một năm ở bậc trung học. Vụ việc nhiều khách hàng tố bị mất hàng chục tỷ đồng gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam MSB, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong trường hợp các khách hàng chứng minh được họ đã nộp tiền vào MSB thì lúc này khách hàng là người liên quan. Trong khi đó, cán bộ ngân hàng dùng thủ đoạn gian dối để rút tiền của khách thì ngân hàng MSB là bị hại của người này. Cán bộ này phải có nghĩa vụ bồi hoàn cho ngân hàng MSB và MSB có trách nhiệm trả lại số tiền đó cho khách hàng. Theo đó, ông Tuấn Anh cho rằng những khách hàng bị hại liên quan đến MSB vẫn có cơ hội lấy lại tiền. Trong vụ việc này, nếu cơ quan điều tra xác định cán bộ MSB lừa ngân hàng để rút tiền trong tài khoản của khách gửi tại đây, thì MSB với vai trò bị hại có quyền yêu cầu người này hoàn lại số tiền đã lừa đảo. Đồng thời, ngân hàng có trách nhiệm trả lại số tiền cho khách vì ngân hàng đã hạch toàn số tiền mà khách hàng gửi vào tài khoản. Còn việc cán bộ vi phạm khi nào có tiền trả lại cho ngân hàng thì khách không cần quan tâm. Luật sư Tuấn Anh phân tích thêm, nếu trong trường hợp cơ quan an ninh điều tra xác định người bị mất tiền là bị hại của cán bộ ngân hàng, thì cán bộ này phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền cho khách hàng. Do đó, xác định vai trò của bị hại hay người liên quan rất quan trọng trong việc ai là người trả lại tiền. Cùng quan điểm, một luật sư khác cho biết, theo quy định tại điểm G khoản 2, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ Điều 6 Quyền và Nghĩa vụ của Tổ chức Cung ứng Dịch vụ Thanh toán, Thông tư số 15 ngày 28 tháng 12 năm 2020, quy định Tổ chức Cung ứng Dịch vụ chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng lừa đảo trên tài khoản của khách hàng do lỗi của mình. Các khách hàng ký hợp đồng mở tài khoản thanh toán và được ngân hàng MSB cấp mã số tài khoản thanh toán. Sau mỗi lần gửi tiền vào tài khoản đều được các cán bộ lãnh đạo của ngân hàng này ký xác nhận thông tin, đóng dấu của ngân hàng, từ đó có thể xác định giao dịch gửi và chuyển tiền vào tài khoản mở tại MSB của khách hàng là giao dịch tiền tệ giữa khách hàng với ngân hàng nên không phải là giao dịch cá nhân với cá nhân. Vì thế, nếu xảy ra rủi ro nào liên quan đến việc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng này thì trách nhiệm có liên quan tới MSB. Theo các luật sư, khách hàng của MSB có thể là bị hại của một vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra sẽ xác định ai là bị hại trong vụ án, ngân hàng hay khách hàng và sẽ có những cách trả lại tiền khác nhau. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, vấn đề quan trọng nhất là các bị hại cần phải phối hợp với cơ quan điều tra để thống kê thiệt hại sau khi hoàn tất thống kê việc có lấy lại được tiền hay không và trong bao lâu phụ thuộc rất lớn vào thiện trí năng lực tài chính của người gây ra thiệt hại ông phân tích đặt giả thuyết số tiền được chiếm dụng để đầu tư và sinh ra rất nhiều tiền đồng thời người gây ra thiệt hại cũng có thiện trí thì việc hoàn trả khắc phục hậu quả cho những người bị hại sẽ rất nhanh chóng trong giai đoạn điều tra vẫn có thể hoàn trả lại tiền nhưng nếu người này không đủ tiềm lực kinh tế hoặc không nỗ lực hoàn trả thì quá trình thi hành án lấy lại tiền rất khó khăn và mất thời gian. Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, thông tin tại cuộc họp báo do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chiều 28 tháng 3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của ngân hàng MSB về việc phát hiện Bùi Thị Hoài Anh sinh năm 1984, giám đốc chi nhánh MSB Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Căn cứ kết quả điều tra ngày 18 tháng 10 năm 2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ nhân viên quán cà phê đang mang nước cho khách thì bị đôi nam nữ ngồi trên xe máy dùng ly nước tạt vào mặt. Do nước có ớt nên nữ nhân viên quán cà phê đau đớn, ôm mặt bỏ chạy vào bên trong cầu cứu. Vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 3 tại một quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt, phường Tranh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Liên quan vụ việc, đại diện công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết, sau khi nhận được tin trình báo của nạn nhân là chị NTTH, nhân viên quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt, công an phường Tranh Nghĩa đã xác minh và mời NHTV sinh năm 2006 và NMK sinh năm 2009 cùng ngụ tỉnh Bình Dương về trụ sở làm việc tại cơ quan công an hai người này khai do có mâu thuẫn với nhau trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân và nói xấu nhau trên mạng xã hội nên bực tức và đến quán mua ly trà sữa, sau đó lấy hai quả ớt cắt nhỏ bỏ vào trong ly trà sữa. Hai người đi xe máy tới quán cà phê nơi chị Hát làm việc rồi giả vờ mua nước mang đi. Khi nữ nhân viên đi ra ngoài thì bị họ tạt ly trà sữa có ớt vào mặt. Vụ việc đang được công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 28 tháng 3 Công an huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt năm bị can để tạm giam gồm Dương Khải sinh năm 1994, Thạch Quý Lầy sinh năm 1986, Kim Sa Rương sinh năm 1987, Thạch Chóp sinh năm 2003 và Thạch Nha sinh năm 1997 về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Năm người này đã khống chế tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình, sau đó đưa vào tránh điện khóa cửa không cho ra ngoài đóng ngày này còn gây thương tích khi tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh trình báo của người dân. Trước đó, ngày 22 tháng 11 năm 2013, tổ công tác của ủy ban nhân dân huyện Tam Bình và xã Loan Mỹ cùng hai phật tử đại diện người địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc. Khi tổ công tác vào bên trong khuôn viên chùa thì bị khóa cổng. Thời điểm xảy ra sự việc, Thạch Chanh Đa Ra ngụ huyện Tam Bình trực tiếp chỉ đạo khống chế các thành viên trong tổ công tác, hành hung gây thương tích và đưa vào tránh điện, khóa cửa canh giữ không cho ra ngoài tên này còn chỉ đạo quay các video clip khi tổ công tác đến làm việc, tuyên truyền sai sự thật. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thông qua công tác tuyên truyền vận động, những người này mới dừng các hành động gây rối và thả các thành viên tổ công tác. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương lập biên bản sự việc, tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành các quy định của pháp luật tại chùa Đại Thọ. Liên quan đến vụ việc, ngày 26 tháng 3, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Thạch Trăng Rada cùng Kim Khiêm, ngụ huyện Tam Bình về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngoài ra, công an huyện Tam Bình cũng tống đặt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thạch Ve Sanan, ngụ huyện Tam Bình về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Vụ việc đang được công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.